Đầu tiên tôi chúc mừng các vận động viên của tôi. Đấy, các bạn đã thi đấu nỗ lực hết mình. Đấy, tôi đánh giá cao về cái cách chơi của đội bóng ngày hôm nay. Đấy, cả cái tập thể. Trong bóng đá thì không thể nói trước được là một điều gì cả. Có thể là mình dẫn trước 3 bàn, nhưng bóng đá là 90 phút. Tôi luôn luôn nói với vận động viên tôi, bóng đá là 90 phút. Lúc nào trọng tài thôi nó coi hết trận đấu. Đấy mới gọi là cuộc chơi. Thì tôi luôn luôn gì làm bóng đá trẻ thì mình luôn hướng cho vận động viên mình là gì tập trung cao độ nhất tất cả những tình huống trên sân. Và thậm chí là mình có hiệp 1 mình có 3-0, nhưng đối với tôi hiệp 2 tôi nói tỷ số đang là 0-0. Thực chất ra thì các bạn cũng biết về cái giải đấu nó rất dày. Và bảng đấu của chúng tôi là có 6 đội mà chúng tôi vào vòng chung kết như thế. Và về con người hay là từ vị trí chính thức với là gì bị nó quá cách xa. Nhưng để mà nói về mà chúng tôi mà lơi lỏng thì cái đấy là cái tôi luôn luôn là một cái nền tảng thể lực của vận động viên trẻ với lịch thi đấu dày, và chúng tôi toàn thi đấu vào trời 3 giờ chiều thì đấy là một cái mà bài mòn thể lực của vận động viên rất chi là nhiều thể lực. Bóng đá là một cái môn mà để mình phô diễn những cái tài năng, cái bóng đá đẹp. Thì theo tôi thì đấy là một cái giải đấu người ta tổ chức, thì tôi có ý kiến là nếu chẳng hạn sau này có cái giải đấu ấy, mình sẽ rời những cái lịch xuống để là trời nắng. Đấy, mà thời tiết nó mát thì cái tính chất trận đấu và cái trận đấu nó sẽ tốt hơn về mặt về chuyên môn. Còn điều gì mà anh cảm thấy chưa hài lòng với đội bóng của mình không? Thực chất ra thì chúng tôi đến với giải đấu này thì là bảo vệ chức vô địch, nhưng năm nay là 2003 không được tham gia giải thi đấu, thì chúng tôi cũng là luôn luôn gì là cố gắng từng trận. Và tôi cũng nói với vận động viên, những cái mình làm được thì mình phải cố gắng mình phát huy, những cái mình sai thì mình sẽ khắc phục dần dần từng bước một. Vận động viên trẻ thì luôn luôn gì người ta có những cái người ta trong một tích tắc thôi, người ta sẽ mất thoáng mất tập trung là sẽ trả giá liền. Đấy là bóng đá trẻ. Thực chất mà nói nếu mà Việt Nam thì cái SEA Games mình có 2 năm liền vô địch SEA Games là vẫn có cái áp lực cho huấn luyện viên. Với một cái lứa cầu thủ hay là một huấn luyện viên mới thì cái sự làm quen lối chơi cũng như là con người, thì tôi luôn luôn tôi quan sát Chu Xê làm, tôi vẫn học được những cách của ông đấy. Và cái mình chơi bóng mình luôn luôn có sự kiểm soát trận đấu. Có thể là một giải đấu mình không thành công hay là một thời điểm mình không thành công, nhưng về lâu dài thì mình sẽ là có cái gốc là mình luôn luôn chơi bóng bằng cái gì, bằng kỹ thuật lối chơi, bằng tập thể hay là mình kiểm soát trận đấu. Cái đấy tôi vẫn tin tưởng SEA Games năm nay. Thì để mà nói mà muốn bảo vệ chức vô địch năm nay thì rất khó, nhưng quan trọng là mình phải tin tưởng vận động viên mình và tin tưởng lứa huấn luyện viên và vận động viên, thì tôi luôn luôn ủng hộ. Để mà nói mà lợi thế với là thì chúng tôi làm bóng đá trẻ thì chúng tôi không bao giờ là tính toán là cho vận động viên là mình lợi thế cái này, mình lợi thế cái kia, nhưng mà mình luôn luôn là gì hướng về một trận đấu cho các bạn và tìm hiểu về đối thủ. Còn bóng đá là chưa bóng trên lăn thì 50-50, bóng đá thậm chí là bóng đá người lớn.
định từ đầu rồi, các cái đá vô cái tứ kết này là hầu như là các đội nó có trình độ nó nằm cứ trên đội Đồng Tháp nó yếu hơn, chỉ là xác định là cái tỷ số đó cũng có thể là chấp nhận xảy ra đó. Trong cái hiệp 1 của tôi cứ triển khai là các cháu ráng cố gắng làm sao đừng cho ghi bàn sớm, nếu mà ghi bàn sớm thì trận đấu nó dở, chứ các cháu nó cũng nói chung là đầu hiệp 2 các cháu nó chấn chỉnh chơi cũng được. Rồi còn gì?